Mến chào các bác nhá, lại là em đây. Hôm nay em xin chia sẻ với các bác là cái kinh nghiệm để chúng ta chiết cái cành cây mộc hương nhân giống bằng cách mà chúng ta sử dụng cái việc chiết cành ấy, thì nó là một cái cách đơn giản nhất mà hiệu quả nhất hiện nay nhé các bác nhá. Này, đây là rễ bèo tây lục bình nhá. Đấy, mình để cả đây. Và thứ hai là chúng ta chọn cành chiết. Ở đây mình sẽ chiết cái cành này. Rất là nhiều bác có những cái cành mộc hương khá là đẹp mà chúng ta muốn chiết để nhân giống, không thì chúng ta lại phải chặt những cái cành đấy đi thì nó rất là lãng phí. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ nhân giống bằng cách chiết cành. Ở đây mình sẽ chiết cái cành này. Thì các bác lưu ý là mộc hương nó rất là giá trị khi mà nó thoát thân cao. Chính vì vậy mà mình sẽ ưu tiên chiết làm sao để khi cắt là chúng ta sẽ cắt sát ở cái thân này. Thì mình sẽ chiết ở cái phần này. Thì cái chiều dài của cái điểm mà chúng ta chiết này nó sẽ bằng 1,5 lần cái đường kính của thân. Ở đây đường kính của thân khoảng 1 cm thì em sẽ khoanh dài khoảng 1,5 cm. Đây sử dụng con dao sạch nhé các bác nhé. Ở đây em dùng dao dọc giấy, các bác có thể sử dụng dao chiết cành hoặc là sử dụng những cái con dao thật là sạch là được nhé. Đây em sẽ khoanh này. Đây là khoanh điểm dưới nhé. Các bác khoanh nhẹ nhàng làm sao nó vừa đứt hết vỏ, đứt hết cái phần vỏ và nó không ăn vào cái phần gỗ nhé. Ăn vào phần gỗ là một là nó sẽ héo chết cái cành đấy, hai là sau này ấy có thể những cái cành nó to mà các bác không chống được là nó sẽ gãy. Đấy em sẽ khoanh tiếp điểm trên. Đây mộc hương này rất là dễ chiết thôi, không có gì là phức tạp, các bác cứ làm theo như em. Em thấy là rất là nhiều bác quan tâm đến cái việc chiết cái cành mộc hương vì là chúng ta trồng những cái cây bụi, những cái dáng bụi mà chúng ta muốn tỉa bớt đi thì cắt đi thì nhìn rất là phí, cho nên là chúng ta sẽ chiết ra những cái cây để chúng ta sẽ mang đi trồng. Bởi vì mộc hương chúng ta mua giống nó cũng khá là đắt, cho nên là cái việc nhân giống, tự nhân giống này nó khá là hay nhé các bác nhé. Đây. Đấy, mình sẽ lột hết cái phần vỏ đi nhé các bác nhé. Đây, các bác lấy cái đầu con dao này. Đấy, con cắt dốc. Chúng ta chiết cũng theo cái phương pháp như là chiết hoa hồng thôi. Mộc hương là một trong những cây cây thân gỗ. Chiết cũng khá đơn giản. Đấy. Các bác bóc hết cái phần vỏ này đi cho em. Chúng ta làm tỉ mẩn nhé, tránh làm tổn thương cái phần gỗ ở phía trong nhé các bác nhé. Đấy. Cái vỏ của cái cây mộc hương này chúng ta khi khoanh ấy nó khó bóc hơn là hoa hồng. Hoa hồng thì bóc nó đi cả khoanh luôn. Nhưng mà cái này nó cái vỏ của cây mộc này nó sẽ mủn ra. Nó sẽ không thành lớp như là hoa hồng. Chính vì vậy mà các bác phải dốc tỉ mẩn nhé. Kể cả những cành to các bác vẫn chiết bình thường nhé. Đấy. Video này thì em sẽ chia sẻ trên kênh Hoa Vườn Nhà nhé, các bác xem thì ủng hộ em nhé. Và em khi nào mà nó ra rễ hoặc là cắt trồng ấy thì em cũng lại chia sẻ tiếp dành cho các bác, như hôm vừa rồi em chia sẻ trồng cái cành tùng La Hán ấy, là một video ngắn chia sẻ các bác là khi em cắt thì em trồng ra bầu, để các bác cùng tiện theo dõi nhé. Đấy. Chiếc tùng thì nó cầu kỳ hơn một chút. Đấy, chúng ta sẽ cạo sạch cái phần biểu bì nhớt nhớt ở dưới cái phần vỏ này nhé. Đấy, cạo thật sạch. Các bác dùng tay, các bác đẩy cái lưỡi con dao này. Nó thật sạch cái phần vỏ. Cái phần vỏ nhớt nhớt đấy, nếu các bác không cạo sạch là sau này cái da nó lại liền đấy. Bởi vì là nó sẽ vận chuyển nước và dinh dưỡng qua cái thân gỗ này. Cho nên là nếu mà các bác không cạo sạch cái phần vỏ này đi là nó sẽ sau này nó sẽ liền da. Nó sẽ không ra rễ đâu. Đấy, nó ra rễ là nó ra cái phần này nhé các bác nhé. Đây, ra rễ phần này.
Đấy, cho nên là các bác không được làm dập nát cái phần đấy. Cái phần nó ra rễ là các bác phải cắt thật ngọt. Cắt thật ngọt là sau này nó sẽ ra rễ ở cái phần vỏ phía trên này. Cho nên là mình mới khuyên các bác là dùng con dao thật sắc, có thể sử dụng dao lam. Ở đây mình dao dọc dễ của mình là dao cái lưỡi mới đấy. Khi mà dùng dao dọc giấy thì mình mua cả hộp lưỡi dùng dần. Đấy. Cạo sạch sẽ nha các bác nhé. Cạo sạch sẽ cái phần nhớt nhớt ở phần dưới vỏ ấy. Cây nào khi chúng ta khoanh ra nó cũng sẽ có cái phần nhớt nhớt đấy. Các bác làm được càng sạch thì tỷ lệ ra rễ càng cao. Sau đó thì các bác lấy cái rẻ sạch nhé. Đây, các bác cò như này cho mình để cho nó sạch cái phần sạch và khô cái phần nhựa nhớt nhớt đi. Đấy, sạch. Các bác cũng có thể để độ tầm 2-3 giờ đồng hồ để cho nó khô hẳn đi. Rồi các bác khoanh, các bác bó cũng được. Đấy nhá. Các bác lưu ý kỹ thuật này, sẽ dùng cái mũi dao này, các bác rạch khoảng độ 3 đường, mỗi đường là dài khoảng độ 0,5 cm. Sau đó là những cái điểm này này là nó sẽ bung rễ ra những điểm này nhé. Này nó cũng giống như chiết hoa hồng ấy, các bác rạch 3 đường. Sau này những cái điểm mà chúng ta rạch này, này nó sẽ vênh lên và nó sẽ ra rễ. Đấy. Và bây giờ mình sẽ tiến hành bó bầu cho các bác xem nhé. Bây giờ mình sẽ tiến hành bó bầu cho các bạn cùng theo dõi nhé. Đây, đầu tiên là cái HB101 thì mình cho khoảng là một giọt vào đây. Đấy, mình sẽ quấy đều lên. Cái HB101 là một trong những cái kích rễ cực kỳ tốt nhé. Nó là một dòng kích rễ của Nhật. Đây, các bạn lấy cái bông tăm. Các bạn sẽ bôi cái phần thấm cái kích rễ này vào cái phần phía trên này. Đây là phần mà nó sẽ ra rễ. Các bạn sẽ bôi vào đây cho mình. Đấy. Bôi ướt đẫm nhá. Ướt đẫm cả mấy cái vết mà chúng ta vừa mới dọc dài khoảng độ 0,5 cm đấy. Đấy. Rồi sau đó cái rễ bèo này này, nếu mà các bạn bó bầu khoảng bao nhiêu thì các bạn lấy bấy nhiêu. Tuy nhiên các bạn không nên bó bầu lớn quá đâu, không cần thiết. Chúng ta chỉ bó bầu khoảng này thôi. Đấy, ở đây thì mình sẽ sử dụng cái ni lông này để mình bó. Và đây mình có một cái chậu nước này. Mình sẽ thấm cái rễ bèo này vào đây. Thấm cái rễ bèo vào đây. Cái rễ bèo này là rễ bèo mình đã phơi khô rồi nhé. Đấy, thấm vào đây rồi mình vắt nước nó chảy đi. Đây, vắt nó chảy hết nước đi. Đấy, rồi sẽ đàn đàn ra. Và sẽ quấn vào cái vị trí mà chúng ta vừa khoanh, quấn kín cái vị trí chúng ta vừa khoanh nhé các bạn nhé, nhất là cái vị trí ở phía trên, vị trí mà nó sẽ ra rễ. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái ni lông này chúng ta quấn, quấn thật chặt nhé các bạn nhé, quấn thật chặt. Cái ni lông trắng này quấn để sau này chúng ta nhìn thấy cái rễ nó ra. Để chúng ta kiểm tra được là tầm nào chúng ta sẽ cắt. Đây, mình sẽ dùng cái dây thít. Các bạn có thể sử dụng dây nhôm nhé. Cái dây nhôm mà dùng cái ghép lan ấy, buộc cũng rất là tiện. Ở đây mình có dây thít thì mình buộc bằng dây thít. Đây, buộc một điểm nữa phía trên. Đấy. Và mình buộc một điểm nữa ở giữa. Để cho cái giá thẻ này nó ăn giữ sát vào cái vị trí mà mình vừa mới khoanh. Đây, cắt cho nó gọn gàng. Đấy, như này là ok, là có một cái bầu chiết cái cành hoa mộc hương. Rất là ok nha các bác nhé. Và mình sẽ kết thúc cái video tại đây. Khi nào mà nó ra rễ mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nhé. Vâng, xin cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi video mà mình hướng dẫn các bạn chiết cái cành hoa mộc hương. Các bác xem video trên kênh Hoa Vườn Nhà thì hãy đăng ký kênh Hoa Vườn Nhà để ủng hộ em nhé. Các bác hãy nhấn vào nút chuông
để nhận được thông báo về những video mới trên kênh Hoa Vườn Nhà. Và các bác hãy để lại comment, để lại những câu hỏi mà các bác còn thắc mắc, em sẽ giải đáp tất cả các câu hỏi dành cho các bác nhé. Các bác xem video thì nhấn thích video ủng hộ em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.